Bạn có nhu cầu mua Acc Free Fire, Acc Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với Rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Rikaki mình. Ok, xin chào anh em đã trở lại với Rikaki mình. Và ngày hôm nay chúng ta quay trở lại chương trình, đó là review account. Và đây sẽ là account của anh chàng SeeYouAgain này. Hẹn gặp lại bạn, hiện tại không có quân đoàn nào. Đấy, anh chàng SeeYouAgain này ấy, thì theo thông tin mà tôi được biết ấy, thì đây là một đại gia chơi Free Fire. Đấy, anh em nhìn số kim cương là biết rồi. Số kim cương nó rất là chỉnh chuẩn. Rất là chuẩn, không cần chỉnh. Mà chỉnh rồi thì vẫn chuẩn. Đấy, 9.999. Đấy, số kim cương rất đẹp nhá. Gần 10.000 nhưng mà lại không phải 10.000, nhìn mày 4 số 9. Đấy, thì anh chàng này ui, và nhìn cái số lượng Huy Hiệu Thẻ vô cực thấy khủng khiếp rồi, 18.600 Huy Hiệu Thẻ vô cực, quá kinh khủng. Và anh chàng này có chia sẻ với tôi, thực ra thì không phải là anh chàng này review mà là em gái của anh chàng này có nhắn cho tôi cái tài khoản này là review, tại vì là bạn ấy chia sẻ là anh trai của bạn ấy đi sắp nghỉ game đấy, vì lý do công việc nên không thể gắn bó với game nữa, và cái tài khoản này rất là khủng nên là bạn ấy muốn là tôi review account này để kỷ niệm cho anh trai bạn ấy, để coi như là có một cái món quà của em gái tặng cho anh trai. Quá tuyệt vời đấy, một người em gái quá tuyệt vời đấy. Cái tài khoản này rất khủng rồi, 18.600 Huy Hiệu Thẻ vô cực, thì nói chung là nhìn cái số lượng Huy Hiệu Thẻ vô cực, và có một mùa có 2.727, và ông ấy đang để con Primit ạ, và con Primit và Nula và hai con nhân vật ở Gaina Free Fire. Ok, chúng ta cùng nhau như vậy, tôi sẽ review cái account này với hai nhân vật Primit và Nula. Hay chúng ta được biết về tên Adam và Eva, tất nhiên là một tài khoản khủng như này tất cả nhân vật đều có full hết rồi, cái này nó không phải gọi là bàn cãi rồi, tất nhiên này chắc chắn là phải có đủ hết rồi. Cái quan trọng chúng ta xem là tài khoản này nó bao nhiêu đồ và bao nhiêu tiền. Nói chung là với cái tài khoản nó 18.600 Huy Hiệu Thẻ vô cực này thì mình nghĩ rằng là cái số lượng đồ nó chắc chắn là rất nhiều rồi, chứ không thể nào mà ít được. Đấy, và tài khoản này chắc chắn là phải gọi là nạp vào trong game hàng trăm triệu chắc chắn luôn, này không thể nào mà cãi được. Một cái người ấy mà người ta đã không còn cái gì để mà mua ở trong game ấy, người ta mới nạp đến 18.600 Huy Hiệu, và phải công nhận là cái số lượng Huy Hiệu nó kinh khủng thật. Và 18.600 này, tóc trai hư này, chùm trường ngày đỏ, linh hồn chiến trận này, chiến binh bão này, thần cáo lửa. Nói chung tôi nghĩ là những cái xưởng chế tác thời gian gần đây là có đủ hết, và có lẽ là anh chàng này chơi game đâu đó khoảng độ 1 năm đấy, chơi game đó khoảng 1 năm chứ cũng chưa phải là chơi lâu lắm, tại vì một số những cái đồ cổ chúng ta không thấy, ví dụ như là đấy, ví dụ như là mấy cái đồ mà siêu cổ chúng ta sẽ không thấy, nhưng mà nói chung là cái lượng đồ rất là nhiều đấy, lượng đồ rất là nhiều, và không biết là tôi nghĩ là cả đồ nam đồ nữ sẽ rất là nhiều, với skin súng mới chắc là full luôn đấy, chắc là kinh khủng. Nói chung là tài khoản này đâu đó vài trăm triệu, tôi cứ nói nhẹ là 200-300 triệu đi, nhưng mà 18.600 Huy Hiệu Thẻ vô cực thì anh em biết là nó cũng kinh khủng như nào rồi. Và 18.600 là các bạn có thể lên được top server rồi, nhưng mà tiếc là chắc là anh chàng này trong 1-2 tháng đây thì không chơi nữa, thế nên là số lượng Huy Hiệu Thẻ vô cực nó cũng khiêm tốn thôi, chắc là kiểu đưa ác cho em gái duy trì thôi, chứ cũng không phải là kiểu chơi gắn bó nữa. Nhưng mà thực sự là rất là tiếc một người mà rất tâm huyết như vậy mà họ nghỉ game thì thực sự là rất tiếc luôn. Và mũ bia các kiểu, bạn này thì chắc là phải chơi từ đâu đó Thẻ vô cực mùa 7, mùa 8 gì đó thì chắc là mới bắt đầu chơi Free Fire, chứ không phải chơi Free Fire từ thời đầu. Tại ở đây tôi không thấy có cái mũ Thẻ vô cực mùa 6, tôi không thấy Thẻ vô cực mùa 6 mà bắt đầu có từ mùa 7. Như vậy thì bạn này chơi Free Fire đâu đó vào khoảng 2019. Đấy, khoảng 2019, 2018 thì chắc là chưa chơi. Đấy, đồ xịn sò vãi cả hàng đại bàng, đồ gì cũng có ạ. Đấy, anh em nhìn thấy không? Thỏ neon này, rồi quỷ lửa này, rồi trên thì chúng ta thấy có hồng nhật các kiểu đủ hết. Nói chung là tôi nghĩ là cái tài khoản này không thiếu gì. Đấy, bộ băng dung nham này, một trong những bộ đồ chế tác mà rất ít người mua ở trong Gaina Free Fire được chưa mà cũng có luôn. Đấy, rồi kính CR7 này, rồi đồ. Nói chung là cái tài khoản này được cái là vừa chơi Free Fire nhiều lại còn vừa cập nhật nhiều. Đây là quỷ kiếm dạ xoa. Đây là quỷ kiếm dạ xoa ra đời đợt sau. Đợt đầu thì quỷ kiếm dạ xoa sẽ là đầu vàng. Đấy, sẽ là phẩm chất vàng. Nhưng mà những cái bộ quỷ kiếm dạ xoa mà ra đời đợt sau thì sẽ là phẩm chất thường. Đấy, sẽ là không phải là đồ hiếm nữa. Cái này các bạn có thể chú ý nhá. Ví dụ như bạn nào mà có đầu quỷ kiếm dạ xoa mà là phẩm chất vàng ấy, thì đấy là anh em lấy quỷ kiếm dạ xoa ra từ đợt đầu tiên, ra từ hồi 2019. Còn ví dụ như bạn nào mà lấy quỷ kiếm dạ xoa đợt cuối 2019 hoặc là trong năm 2020 thì nó sẽ là đầu quỷ kiếm dạ xoa phẩm chất thường. Đấy, nó sẽ không nằm ở trên đầu. Đấy, cái này nó đẳng cấp ấy, nó cũng là cái đẳng cấp là khác nhau đấy. Ví dụ như là đầu ra thời đầu thì nó sẽ xịn hơn. Đấy, đây là mặt nạ bông hồng đỏ, nhưng mà có lẽ là cái thời ra quỷ ấm ra xoa đợt đầu thì bạn này bạn chưa chơi và bạn chưa nạp thẻ nhiều nên có thể là bạn ấy chưa lấy được. Nhưng mà nói chung tài khoản này nó quá kinh khủng rồi, nó có dâu đen các kiểu luôn. Đấy, mặt
tiệc cuồng loạn bộ này trong sinh nhật Free Fire 3 tuổi. Nói chung là tài khoản này đồ rất ngon đấy anh em nhé, đồ quá ngon, ma búp bê này, rồi thánh vương này, kẻ thanh trừng sứ giả chiến tranh, vệ binh tinh tú, thần lực sa mạc, biệt kích rừng xanh, áo thích khách, áo nam tước màu, áo miền viễn tây, bộ lạc đầu lâu, chiến binh bí ngô, chiến binh bí ngô từ cái hồi Halloween thời ngày xưa, áo thỏ neon, áo viết các kiểu, là điểu trời căng đét và khét lẹt luôn, ngoài chơi đấy, đồ Ragnarok có luôn, rồi táo tiệc sắc màu, sushi, băng dung nham. Nói chung là nhìn cái tài khoản này thấy cái độ khủng của nó, có lẽ là tài khoản này chắc là có khi anh chàng này không nhớ hết đồ, không biết là cái này là mở hết là chưa hay trong gói là vẫn còn nhiều nữa. Nhưng mà tôi nghĩ là trong một gói chắc cũng còn khá nhiều đồ ấy. CR7, thợ săn không gian, rank vàng từ mùa 4. Như vậy là mấy là mùa đầu thì bạn này cũng không cày rank huyền thoại. Mấy mùa đầu không cày rank huyền thoại, về sau cày không nhỉ? Mùa 8 vẫn chưa lên huyền thoại, nó bắt đầu từ mùa 9 mới bắt đầu cày huyền thoại. À, hôm nay bắt đầu cày từ mùa 9. Tôi thấy nó bắt đầu từ mùa 9 thì mọi người cày rank khá là nhiều. Một là các mọi người cày bắt đầu từ mùa 7, hai là mọi người bắt đầu cày rank huyền thoại từ mùa 9. Thì lúc đấy thì những cái hệ thống rank nó mới có những cái phần thưởng và nó mới có những cái đáng giá cho chúng ta cày. Còn hồi xưa thì rank thường và rank huyền thoại nó cũng như nhau thôi. Đây là Rafiti gấu trúc, disco, hoodie vàng huyền thoại và đồ khá là nhiều ạ. Đồ rất là nhiều, xịn sò con bò luôn. Áo runner, bộ runner với mấy cái bộ đồ bạch công tử này là những cái bộ đồ đến từ cái thương hiệu Atiwara ở bên Thái. Nhưng mà không hiểu sao ở bên Thái nó mới có cái thương hiệu Atiwara, ở Việt Nam không có. Đồ ấy rất là nhiều. Vâng, cái đồ bóng đá cũng rất là nhiều luôn, mười mấy áo bóng đá luôn. Com lê ăn cưới này, vâng, áo thế phiệt này, áo lập trình viên đỏ 5.000 kim cương có luôn này. Đấy, áo rapper, nhiều đồ thật sự, áo trẻ trâu. Nói chung là đồ nhiều này, nhiều hỏi, bạn hỏi là nhiều đồ em mặc có hết không? Đấy, lúc nghỉ game có phí tiền không? Không, cái này nó là niềm vui của người ta anh em. Đấy, không biết là bạn này làm nghề gì. Tôi nghĩ là cái bạn mà nạp nhiều tiền vào trong game như thế này thì có lẽ là bạn này cũng phải có công ăn việc làm ổn định. Có lẽ là cũng là một người, ví dụ như ở ngoài đời là giám đốc công ty ở đấy hay sao? Đấy, ví dụ nhà nó có độ 5 cái nhà mặt đường, 10 công ty, 100 cái nhà cho thuê, ví dụ thế, chục cái ô tô. Đấy, người ta nạp vào trong game này bình thường thôi. Ví dụ ngày xưa anh em nhớ có những cái huyền thoại nạp thẻ trong game kiểu WAG con hay là đấy, nạp mấy triệu kim cương căng đét và khét là lẹt. Tôi nghĩ là cái tài khoản này cũng phải nạp rất là nhiều kim cương rồi. Đấy, tôi nghĩ là tài khoản này nó phải đâu đó khoảng 200-300 triệu đấy, nhưng mà không phải 200-300 triệu giống như là cái ông chưa chém gió đâu. Vâng, thanh niên chưa có thanh niên chém gió nạp 200 triệu ở game, thanh niên nông dân chém nạp thì cũng nhiều ấy, tài khoản cũng nhiều nhưng mà sẽ không đến 200 triệu, tầm độ 100 triệu thôi. Đấy, nhưng mà tôi thấy nhiều người chơi hệ gió lắm đấy, nhiều người chơi hệ gió máy lắm, hay thích kiểu người chơi hệ phong đấy, hay thích chém gió lắm anh em ạ. Nhưng mà ông này thì ông ấy không chém gió gì. Cái bạn mà nhờ tôi review ác này, bạn chỉ nói là ác này nạp rất nhiều và nhìn nó biết đẳng cấp rồi, nhìn cái số lượng hiệu thẻ vô cực của chúng ta biết đẳng cấp rồi đấy. 18.600 hiệu thẻ vô cực thì anh em biết là con số ấy nó kinh khủng như thế nào. Đấy, con số nó quá kinh luôn, quá khủng khiếp. Đấy, nhưng mà cái ông nông dân ông chơi được cái là rất là chỉnh chu về cái tài khoản của mình. Đấy, hôm trước có cái bạn thích số đẹp, một ông thích số đẹp, một ông nông dân nạp nhiều thì mấy ông đấy rất chỉnh chu về tài khoản. Ok, giày này, chúng ta đang mặc cái quần là quần thám hiểm lỗi lạc đây. Ở đây là giày. Nói chung là tài khoản này đủ hết các đồ ma búp bê các kiểu, giày quỷ lửa, tiệc sắc màu, chuồn lam, học viên, rồi trai hư ngày đỏ. Nói chung là đồ nhiều và đồ rất phê. Đồ như này bây giờ ví dụ như ai cho bạn cái tài khoản này thì các anh em chắc là vui lắm nhỉ. Vâng, tôi mà có cái tài khoản này vui, tài khoản này chắc chắn là xịn hơn tài khoản của tôi. Vâng, tài khoản tôi không nhiều đồ mà tài khoản như này. Vâng, tài khoản này quá ngon, đội bán son đi. Vâng, giày thích khách này, cung phu tết, quỷ đất, thỏ vượt ngục các kiểu, là điểu này, cung phu tết. Cái giày cung phu tết này chính là đẹp phết, nó có cái hình con rồng bé bé ở chân. Nhưng mà thực ra trong Free Fire khi chúng ta vào trong game ấy, chúng ta ít khi để ý cái giày các thứ này, không biết là các bạn có ai để ý không. Ôi, khủng long 9 con luôn. Vâng, ngoại cửu long luôn. Đây chỉ là 10 con luôn, 10 con khủng long luôn anh em ạ. Có bộ đạo trích đỏ từ ngày xưa này. Vâng, bộ này ngày xưa hiếm. Không biết là sao đây là cái sở chế tạo duy nhất ở bên Nga nào không ra mắt lại. Tôi nghĩ là họ có liên quan đến vấn đề bản quyền, nên là cái này có dính dáng một số cái game nào đấy. Thế nên là không bao giờ thấy họ ra lại bộ đạo trích này cả. Đấy, bộ đạo trích này là bộ siêu hiếm, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì không thấy họ ra mắt. Thì tôi nghĩ là có thể cái bộ này nó sẽ vướng phải cái bản quyền hay cái gì đó, nên là họ không ra lại. Ôi,
Và 43 bộ cung phu Tết và 50 bộ cung phu Tết nữ. Cái này như là nó là do một cái bug ở trước, một cái lỗi ở trước của cái bộ đồ này, nó ra nhiều thì phải. Và ra rất nhiều ạ, nhìn phê hai bộ One Punch Man. Và mở ra không thèm dùng luôn. Và này gói chó điên đấy, quỷ kiếm xoa thừa một bộ không thèm dùng. Đấy, có rồi xong lại quay tiếp. Đây là bệnh thừa tiền anh em. Đấy, này nó thừa tiền, cứ có gì cứ quay hết thôi. Kể cả sở hữu rồi vẫn quay ra thêm cho nó xôm. Đấy, có rồi vẫn quay ra thêm kiểu như để trải nghiệm cái cảm giác được mua đồ ấy. Kiểu như kiểu bạn có nhiều kim cương quá bạn không biết làm gì. Đây, bộ này bộ thợ săn đầu lâu. Bộ này thì bên server nước ngoài họ ra lại một lần rồi. Bên server Mỹ Latin họ ra lại một lần rồi với giá khá rẻ. Nhưng mà tuy nhiên thì bên Việt Nam thì nhất định là không bán lại. Đấy, không biết là sao bên Việt Nam nhất định là chưa bán lại cái bộ này. Ok, đấy là đồ nam đấy. Riêng đồ nam review mất 10 phút. Đấy, bây giờ đến đồ nữ nha anh em. Đấy, đến đồ nữ xem có gì hay ho. Ui, đồ nữ cũng xịn luôn. Đồ nữ quá xịn, bộ Lily này và Samurai đỏ, Phùng Thị Thủy, Tiểu Cương Thi, Hào Quang tím. Đấy, rồi cung phu Tết, rồi cung phu Tết 40 mấy bộ, 50 bộ mở ra và dơm hết. Đầu Lan Quế Phương, tóc chị Đại, tóc bể bơi, băng dung nham. Tôi nghĩ nhà ông này làm giám đốc rồi. Vâng, tôi nghĩ đi nghĩ lại không biết là ông này nhà làm cái gì. Nên tôi nghĩ là để mà nạp nhiều trong game này nó phải có một số lý do. Thứ nhất là nhà bạn quá giàu. Đấy, ví dụ nhà bạn quá giàu bạn không biết là tiêu tiền vào việc gì. Thứ hai là có thể bạn có một công việc có thu nhập rất cao, ví dụ như là thu nhập tầm đâu đó khoảng 200-300 triệu một tháng. Đấy, có khi thu nhập 300-400 triệu một tháng thì kiểu mỗi tháng bạn cứ nạp sương sương trong game khoảng 20 triệu. Đấy, một năm bạn nạp vào trong game khoảng 240 triệu được không anh em? Đấy, đấy bạn này chơi 2 năm thì coi như là nạp vào trong game độ tầm 300 triệu mỗi tháng, chính là nạp 10 triệu. Ví dụ như là bây giờ thu nhập của người ta tầm 200-300 triệu, người ta nạp độ 10 triệu trong game chả ai nói gì cả. Và nó rất là bình thường, rất là bình thường. Như cô Hường ngồi cổng trường nó bán nước đường với đêm nào cũng ngủ trên giường thôi. Đấy, nó không có gì là khó khăn cả. Nhưng mà nói chung là nhiều bạn hỏi là thế nạp nhiều thế thì có phí không, nhỡ sau này game sập không thì yên tâm đi, game không sập được đâu. Đấy, bây giờ nha, tôi nói với anh em, game bây giờ ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo, đấy, ký hợp đồng với cả Sơn Tùng MTP, chẳng lẽ để game sập ký hợp đồng với Alok toàn người nổi tiếng. Ví dụ sau này game ký hợp đồng với 20 người nổi tiếng đi thì làm sao để game sập được? Game sập người ta buồn chết, đúng không anh em? Đấy, game sập người ta buồn lắm. Ok, mặt nạ quỷ đất này, cản đồ nam và đồ nữ đủ luôn. Rồi, đây là kính xạ thủ thời gian, mặt nạ thiên nhãn. Và mặt nạ thiên nhãn này tôi thấy mặt nạ trông nó cứ buồn cười gì ấy. Và bản tới bản OB26 chúng ta sẽ có khẩu M82B thiên nhãn anh em. Đấy, thì nó sẽ đi cùng cái bộ này. Không biết là chỉ số ngon không. Nói chung là skin M82B là cái điều gì đấy chúng ta đang rất cần. Đấy, tình yêu màu tím. Rồi, quá ngon rồi, bán son, dâu đen. Tôi công nhận là cái dâu đen này trông có chất thật. Và cái dâu đen này trông nó chất lừ, ngáng ngừ thật. Mà đến thời điểm hiện tại thì chúng ta mới ra này một lần. Đấy, trong cái hòm được trước. Không biết nhiều anh em mà lấy cái dâu đen này không. Tôi thấy cái này dâu đen hay, hải tặc dâu đen anh em. Đấy, anh em đọc cái chuyện gì nhỉ? Hải tặc dâu đen trong One Piece đúng không? Blackbird. Đấy, hải tặc dâu đen. Đấy, đây huyết mộc lan băng dung nham, bướm đêm. Bướm đêm này chuẩn bị có bộ bướm trắng. Đây là nữ tiên tri lửa. Rồi thời đại hip hop, bộ thời đại hip hop này rất là đẹp nhá. Tôi rất là thích cái bộ thời đại hip hop này. Đấy, tức là kiểu nó gọi là trong lạnh ngoài nóng. Đấy, kiểu nó rất là hay. Đấy, đây là áo huyền thoại sinh tồn mùa 10. Cái áo này không hiểu sao bên kiểu gai nào phải ăn bớt vải ấy. Đấy, áo rất là nhỏ luôn thề. Đây là dân chơi Tết. Đấy, rồi tại vì mấy cái áo cầy ranh mùa khác thì nó hoặc là áo sơ mi hoặc áo khác rất là đẹp. Riêng cái mùa 10 đấy là mấy áo mayo. Thế là riêng cái vụ mùa 10 đấy là bị anh em chửi khá là nhiều. Đấy, anh em nhìn dàn áo bóng đá này, phê không? Vâng, dàn áo bóng đá quá phê luôn, quá phê đồ bắn dê. Đây là áo bà già Noel, áo 8 triệu like. Vâng, like và share chấm than. Đấy, hay chay chưa? Đây có cả áo phao vàng luôn. Ok, áo kẻ sống sót rồi, áo Corinthian có luôn này, áo One Punch Man thành phẩm, áo từ thứ hai đến chủ nhật. Rồi đồ phê, nhưng mà bởi vì như tôi nói ở trên ấy, cái tài khoản này không có một số những cái đồ hiếm, đồ cổ từ ngày xưa. Ví dụ rất tiếc là không có thẻ cuối cùng mùa 1, mùa 2, mùa 3, mùa 4, mùa 5, mùa 6, mùa 7. Đấy, thẻ cuối cùng từ mùa 7 đến từ mùa 1 đến mùa 7 không có. Thì cái này là một cái hơi thiếu sót của cái tài khoản này. Đấy, giá như mà mấy cái bộ bán lại mà anh chàng này có thì ngon. Đợt chơi chúng ta từng có một cái sự kiện bán lại thẻ vô cực từ mùa 1 đến mùa 6, nhưng mà hình như tài khoản này anh chàng này cũng không sở hữu, cũng chưa chơi được đấy. Như vậy là cái tài khoản này nó sẽ chơi đâu đó bắt đầu khoảng tháng 7 năm 2019 thì đến thời điểm tài khoản một năm rưỡi mà tài mà chơi mà như vậy là nạp từng này tiền
thì tôi nghĩ là mỗi tháng phải làm tầm 20 triệu ấy, tài khoản này phải tầm 300 triệu. Đấy, cái này tôi chưa xem gói đồ, tôi chưa xem cái kho súng, nhưng mà tôi nghĩ là với cái số lượng đồ như thế này thì có lẽ là kho súng sẽ rất là hoành tráng. Nên tôi nghĩ là tài khoản này em đâu đó khoảng 300 triệu. Đấy, tài khoản này đâu đó nạp khoảng 300 triệu, nói chung là phê. Đấy, nhiều anh em hỏi là chắc gì đã nạp đến 300 triệu, nhưng mà có thể chưa chắc nạp đến 300 triệu, nhưng cái giá trị của tài khoản này nó tương đương với 300 triệu. Ví dụ như là có một số những sự kiện may mắn ấy, thì có người ta chỉ mất 9 kim cương để quay thôi, nhưng có người mất khoảng 2-3 ngàn kim cương để quay, thì nói chung là cái ước chừng cái giá trị mình cũng phải ước chừng một cách thực tế. Tức là ví dụ như là có những người ta hên ấy, thì cho dù người ta bỏ ít tiền nhưng cái giá trị tài khoản của người ta là vẫn cao. Đấy, Rika bá định giá mọi loại ác. Đấy, được đúng không anh em? Đấy, sau này tôi thấy là hay có phong cách là định giá mọi loại tiền. À, ôi ông mày sống Hàn Quốc rồi. Ông này sống Hàn Quốc rồi, ông này sinh năm 94 sống Hàn Quốc, chắc kèo luôn. Vâng, một thanh niên sống ở Hàn Quốc, tại vì chỉ có sống Hàn Quốc thì mới có kiểu đặt tên Hàn Quốc như thế này. Đấy, đặt tên này ước, ôi, tên bệnh chưa, tên bệnh thế nhỉ. Vâng, sang Hàn Quốc rồi mà vẫn đặt tên bệnh như thế này, nhưng mà chúng ta thấy là đặt tên Hàn Quốc. Đấy, Sarang Heo gì đấy, là tôi nghĩ là tiếng Hàn Quốc. Đấy, thì có lẽ bạn ấy sống bên Hàn Quốc rồi. Ui, và nhìn quả kho súng này, đấy, bảo kho súng yếu đấy. Và kho súng không trượt khẩu rào, thiết quyền rừng xanh thảm họa và màu hồng gì siêu công nghệ các kiểu đủ hết và phê loi luôn. Ở kia thấy có AK rồng xanh cũng như là Sky cá mập đen rồi, không biết là cấp 7 không, cấp 7 chặt và hỏa kỳ lân, kim kỳ lân, nhưng mà không đủ hết cả bộ. Ôi, cái khẩu AK giáng sinh 264 ngày, tôi không biết là cái khẩu đấy làm sao, nhưng khẩu ấy rất là khó mở ra nhá. Và đến thời điểm hiện tại tôi vẫn đến thời gian gần đây, mặc dù tôi chơi từ thời đầu mà đến gần đây tôi mới mở được cái khẩu AK giáng sinh vĩnh viễn. Đây là Sky cá mập đen đẳng cấp titan, địa ngục, thần tình yêu, thủy thần các kiểu, Rosa giáng sinh có luôn kìa. Vâng, SKS tia chớp vàng. Và đây là thạch anh tím Ska đây, Rosa giáng sinh, Rosa graffiti. Vâng, skin súng nào có làm đều phải có skin hết, nói chung là rất phê. Vâng, quá phê đội bắn dê Ska, cái gì Rosa pharaoh siêu phế. Vâng, một trong khẩu súng rất phế trong game Nafify. Vâng, nhìn dàn súng này phê chưa? Nay không phê. À, thiếu M249 pang nhá, thiếu M249 pang. SVD samurai phá mát thần khí. Ui, 842 ngày vãi cả nồi. 842 ngày là mấy năm nhỉ? 3 năm. Có khi là 3 năm nữa nó lại phải ra chục khẩu Famas khác rồi. Đợt tới Famas sẽ có Famas X thì nó sẽ khỏe hơn, và không biết là bên Nga nào có ra thêm skin Famas hay không. Nhưng mà mình nghĩ là Famas nó sẽ sớm trở thành một trong những súng rất là mạnh ở trong Nga là FIFA. Đấy, M60 nanh cáo rồi AN94 nghệ sĩ tử thần, năm sát thủ các kiểu. Đấy, hôm nay có AN94 pang mà không có M249 pang, hơi thiếu. Plasma, chứ có khẩu plasma màu vàng. Đây là AUG và AUG thời không quá phê, AUG tiệc tùng, AUG băng giá, đủ hết 3 skin AUG luôn. Đây là UMP này, UMP thì cũng nói chung là cũng đầy đủ thôi. MP5 màu hồng, có MP5 huyền thoại mà không dùng. Tôi nghĩ là MP5 sẽ sớm có những skin mới trong phiên bản OB26 khi mà nó được quay lại trong xưởng chế tác. À quên, quay lại trong tử chiến. Thì nói chung là cứ quay lại trong tử chiến thì chắc chắn là nó sẽ khá là xịn nha anh em nhá. MP50 sấm sét ma mị, thần thoại Ai Cập game thủ và này, P90 và chiến ca hổ phách. Ông này ông lấy mỗi khẩu chiến ca hổ phách rồi anh em ạ. Vâng, như vậy là đây chiến ca lam ngọc lục bảo. À, căn bản mấy khẩu này nó không theo phong cách vàng, nó không phải phẩm chất vàng này, nó không hiện lên ở đầu. À, sao lại thế nhỉ? Tôi nhớ là mấy khẩu chiến ca cá chiên này nó phải phong cách màu vàng nhỉ, hay là lâu rồi tôi không kiểm tra. Đây thằng em nó đều phải cấp độ cao nhất nhỉ, đã sửa chế tác phải cấp độ cao nhất chứ. Chắc là bên ga nào mới sửa lại đấy anh em. Chắc ga nào mới chỉnh sửa lại cái này, tôi không rõ cái này lắm, nhưng mà có lẽ tôi sẽ kiểm tra lại một tí cho chắc chắn hơn. Đây là M1887 băng giá, M1887 One Punch Man, đây là súng bắn tỉa này, phê chưa? AWM súng ngắm, AWM nổi loạn thanh lịch, K98 phiên bản tới sẽ có skin huyền thoại nha anh em. Ok, USP, đây là vừa rồi súng lục không quan trọng lắm. Chảo, 12 cái chảo, 8 con dao, 9 gậy bóng chày và 5 cái katana như vậy là hình như là thiếu thì phải. Vâng, đao thì nói chung là có thì cũng được, không có cũng chả sao. Nói chung mấy vũ khí cận chiến này tôi không quan trọng lắm về cái độ. Nhưng mà ở trong này nó chưa gói lưỡi hái, bên trong Gaina FIFA chưa cập nhật lưỡi hái, để Nobe 26 chưa cập nhật lưỡi hái. Mà lưỡi hái mà không biết là có skin thì nó như nào. Vâng, nắm đấm thì chúng ta có ở băng quyền, nhất quyền, hỏa quyền rồi. Dân chơi thì phải thế, 29 quả liệu và 21 quả bom keo. Nói chung là dân chơi là phải đủ hết. Mà đây còn dân chơi đại gia nữa thì làm gì có chuyện không có đúng không anh em. Nhưng mà vẫn thiếu cái bom keo thẻ bom cường mùa 9, bom keo đặt trước thẻ bom cường mùa 9, bom keo rất là cùi bắp. Đấy, mà ông này cũng không có. Nhưng mà lúc ấy tôi thấy ông này không có nhiều thẻ bom cường lắm đâu nhá.
Đấy, đến thẻ vũ của mùa 7 có, mùa 8 có, không biết mùa 9, mùa 10 có không. Đấy, lướt qua hơi nhanh thì tôi không để ý lắm. Ok, chúng ta xem hành động xe cộ chắc là đủ hết rồi. Vâng, bản tới thì cái mô tô được làm lại trong cà phê, sử dụng ba lô Fuji, hòm thắt sợ than đầu lâu. Nhưng hòm sát này tôi thấy nhiều bạn dùng ván mưa tiền, đúng là người có tiền cũng khác dùng ván mưa tiền, đúng là đỉnh đẳng cấp đúng không anh em. Ok, thì đó là cái tài khoản của anh chàng SeeYouAgain này. Và SeeYouAgain thì có nghĩa là hẹn gặp lại. Đấy, thì mình nghĩ là hiện tại anh chàng này đã nghỉ chơi game rồi. Và chơi cái tài khoản này đang được em gái của anh chàng này chơi để duy trì thôi, chứ cũng không phải là để gọi là cày cuốc gì nhiều như trước. Và rất là tiếc khi mà một người chơi như thế này không còn nhiều thời gian dành cho game nữa. Và chúc anh bạn sẽ luôn có thành công trong công việc. Và hy vọng là một ngày nào đấy sẽ quay trở lại Ghana Free Fire nhá. Và anh chàng SeeYouAgain, 18.600 triệu tài vô cực. Và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh mình, đừng quên để lại mình một like và subscribe. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video lần sau. Bye bye.